Vừa qua, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã có buổi đối thoại với cấp ủy chính quyền và nhân dân phường Quang Trung về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị. Trên cơ sở các ý kiến của cấp ủy chính quyền và nhân dân phường Quang Trung, lãnh đạo thành phố Hà Giang yêu cầu cấp ủy chính quyền phường Quang Trung cần chủ động, thường xuyên sâu sát, bám nắm cơ sở để chỉ đạo kịp thời những vướng mắc nảy sinh, tránh để nhân dân ý kiến nhiều lần. Làm tốt công tác quản lý san đào đất, quản lý chặt chẽ cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại với nhân dân để giải quyết triệt để những bất cập phát sinh tại cơ sở. Đối với các ngành chuyên môn thành phố, cần phối hợp tốt với phường trong triển khai nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tham mưu cho thành phố để giải quyết tốt những vấn đề phát sinh tại địa bàn.